Vâng, lời đầu tiên xin kính chào tất cả quý thầy cô ở bốn địa phương sáng nay có buổi làm việc với nhóm tác giả về chương trình sách giáo khoa lớp 6 bộ chương trình sáng tạo. Kính chúc quý thầy cô một ngày làm việc nhiều năng lượng, sức khỏe, vui tươi và đạt hiệu quả cao. Xin trân trọng kính chào ạ. Xin kính chào quý thầy cô. Thì một lần nữa thì rất vui hôm nay lại lại tiếp tục được gặp quý thầy cô trong một cái đợt tập huấn trực tuyến. Thì trong thời gian sắp tới thì cũng lại rất là mong muốn gặp có những cái dịp trực tiếp gặp các thầy cô để trao đổi xoay quanh những cái vấn đề liên quan tới nội dung bộ sách chương trình sáng tạo của môn giáo dục thể chất 6, cũng như vừa rồi có cái dịp cái đợt giới thiệu sách đã được gặp rất là nhiều quý thầy cô ở các tỉnh thành, ví dụ như Vĩnh Long hay Cần Thơ. Hôm nay thì cũng rất là vui mừng gặp lại quý thầy cô ở bốn tỉnh ở miền Tây Nam Bộ. Thì quý thầy cô đã cùng với nhóm tác giả có những cái thảo luận, có những cái trao đổi rất là nhiệt tình, sôi nổi và mang một cái tinh thần xây dựng và đóng góp rất lớn cho cái bộ môn giáo dục thể chất của chúng ta hiện nay. Thì một lần nữa thì hy vọng ngày làm việc hôm nay sẽ nhận được những cái tình cảm, những cái sự quan tâm, những cái sự chia sẻ của quý thầy cô đối với bộ sách môn giáo dục thể chất 6 của nhóm tác giả. Thì cũng mong muốn là thông qua cái buổi trao đổi hôm nay sẽ trao đổi với thầy cô kỹ hơn, rõ hơn, chi tiết hơn, giúp ích được cho cái công tác giảng dạy của chúng ta cho cái năm học mới được thuận lợi nhất có thể. Thì xin phép được sơ lược qua cái nội dung làm việc của ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai buổi làm việc, sáng nay và buổi chiều nay. Sáng thì chúng ta sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tới 11 giờ 30, thì chiều thì chúng ta sẽ bắt đầu từ 13 giờ 30 cho tới 17 giờ. Thì thời gian làm việc thì rất là dài, mỗi buổi chúng ta có nhiều thời gian hơn là cái thời điểm giới thiệu sách đến quý thầy cô. Thì cũng hy vọng rằng thời gian nhiều, ban tổ chức cũng muốn sắp xếp thời gian nhiều để có cái thời gian để cùng trao đổi với thầy cô. Thì nhóm tác giả cũng rất mong muốn nhận được những sự chia sẻ, trao đổi xoay quanh những cái nội dung mà hôm nay trao đổi với thầy cô, thì thông qua đó để giúp cho chúng ta sáng tỏ hơn, làm rõ hơn, phục vụ tốt cho cái công tác giảng dạy của bộ môn mình cho cái năm học sắp tới. Buổi sáng nay thì xin phép quý thầy cô trao đổi xoay quanh một chút nội dung. Thì chúng ta sẽ bắt đầu lúc 8 giờ. Thì hiện nay thì các đầu cầu của chúng ta thì gần như bao đủ. Số lượng các thầy cô tham gia cũng rất là đông. Mình nhìn qua màn hình thì rất là vui được tham gia đông đủ của tất cả các điểm cầu của quý thầy cô. Do đó thì buổi làm việc sáng nay chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất thì xin đại diện nhóm tác giả sẽ trình bày chi tiết các cái phần liên quan tới nội dung của bộ sách. Sau cái phần trình bày thì sách xin phép chúng ta sẽ nghỉ lao khoảng 15 phút để quý thầy cô tái nạp năng lượng. Sau khoảng thời gian nghỉ thì chúng ta sẽ tới cái phần thảo luận. Thì phần thảo luận này thì cũng mong quý thầy cô chúng ta có nhiều trao đổi. Nếu như về ảnh hưởng về kỹ thuật đường truyền, cái thầy cô không nghe rõ hay thấy thầy cô phát biểu cái âm thanh chưa tốt á, thì quý thầy cô vẫn có thể trong quá trình báo cáo quý thầy cô gửi các cái câu hỏi có liên quan về cái phần nhắn tin kế bên để bộ phận kỹ thuật sẽ tổng hợp và chuyển cho, trực tiếp cho mình để trao đổi trực tiếp với thầy cô. Sau khi cái phần trao đổi thảo luận thì sẽ còn một cái phần báo cáo đến quý cô nữa liên quan tới phần vận động cơ bản. Thì sau khi báo cáo xong phần vận động cơ bản thì chúng ta kết thúc giờ làm việc buổi sáng. Buổi chiều thì chúng ta sẽ có những cái nội dung buổi chiều, thì đầu giờ chiều chắc sẽ thông báo cụ thể với quý cô.
Dạ, không biết là quý thầy cô các điểm cầu chúng ta vẫn nghe rõ đúng không ạ? Nếu như có cái vấn đề về kỹ thuật thì vui lòng quý thầy cô vui lòng nhắn qua cái phần nhắn tin để bộ phận kỹ thuật hỗ trợ kịp thời ạ. Dạ, sau đây xin phép quý thầy cô chúng ta bắt đầu buổi làm việc sáng nay. Thì như các thầy cô cũng biết thì sau trước đây có một cái đợt chế độ sách thì cũng về các địa phương cũng như có trao đổi trực tiếp lẫn trực tuyến với một số các thầy cô ở các địa phương, thì về cơ bản thì cũng giới thiệu đã bộ sách cho quý thầy cô được biết qua, được tham khảo qua và được tìm hiểu. Hôm nay thì cũng xin phép với cái thời lượng chuẩn bị cũng khá lớn thì muốn làm rõ hơn, có những cái hướng dẫn chi tiết hơn và đầy đủ hơn về bộ sách để giúp quý thầy cô có cái tổng quát nhất, cái cách hiểu rõ ràng nhất để chúng ta vận dụng một cách hiệu quả vào giờ học. Và sau đây xin phép được trình bày đến quý thầy cô. Xin phép quý thầy cô này, xin phép được giới thiệu lại các cái thành viên của nhóm biên soạn sách để chúng ta có cái nhìn rõ hơn tổng quan về đội ngũ tác giả. Thì đầu tiên nhất xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hữu Lộc, nguyên là hiệu trưởng của trường Đại học Sư phạm Giáo dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, tổng chủ biên của bộ sách. Thứ hai là tiến sĩ Lưu Chí Dũng, là mình chủ biên của bộ sách cùng với quý thầy cô là giảng viên của các trường Đại học Sư phạm Giáo dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, là trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Thì các cái khuôn mặt tác giả này thì chắc cũng rất là khá là thân quen với các thầy cô ở các địa phương tại khu vực miền Tây Nam Bộ. Thì các thầy cô sẽ nhận thấy, nhận biết thông qua các cái hoạt động như đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cũng như là các cái hội thao, cuộc thi thể thao toàn quốc ở các môn thể thao lẫn các cái vị trí như ban tổ chức cũng như trọng tài. Thì các thầy cô nhóm tác giả cũng là những người rất là tâm huyết về lĩnh vực giáo dục thể chất, thể dục thể thao. Thì cái khuôn mặt này thì rất là thân quen đến quý thầy cô đúng không ạ? Xin phép giới thiệu quý thầy cô thì nội dung làm việc của cả ngày hôm nay chúng ta gồm có một số nội dung như trên màn hình. Thì sáng nay thì chúng ta sẽ làm việc với những cái nội dung ở cái gạch đầu dòng thứ nhất, đó là những cái phân tích thảo luận trao đổi liên quan tới tất cả những gì mà bộ sách cung cấp đến cho quý thầy cô. Thì phần thứ hai thì buổi chiều nay thì chúng ta sẽ nội dung của chiều nay sẽ xoay quanh cái việc là chúng ta sẽ phân tích những cái tiết dạy hội họa, thông qua đó để quý thầy cô có những cái trao đổi thảo luận để chúng ta có cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái việc là sẽ giảng dạy môn giáo dục thể chất 6 cho năm học sắp tới. Xin phép chúng ta sẽ khái quát cái phần thứ nhất, vì cái này rất là nhiều lần đã cùng trao đổi với quý thầy cô. Tuy nhiên cũng xin nhắc lại để chúng ta có những cái cơ sở và có những cái quan điểm để làm rõ hơn, để dựa trên những cái quan điểm này để chúng ta hình dung chúng ta sẽ sử dụng bộ sách như thế nào, làm cách nào để chúng ta sử dụng một bộ sách có hiệu quả nhất. Thì cũng như các cái bộ sách khác và các cái môn học khác thì chúng ta cũng phải thông qua tất cả các cái văn bản của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ, của Bộ Đào tạo, nhằm cái mục đích là thay đổi, đổi mới giáo dục với phát triển về phẩm chất cho học sinh. Đây cũng là một cái định hướng chung trong đổi mới giáo dục hiện nay của chúng ta. Thì với các cái cơ sở đó thì bộ sách cũng đưa ra là bốn cái quan điểm để biên soạn nên bộ sách. Thì xin phép được trình bày nhất là về phần kiến thức. Thì quý thầy cô cũng thấy là bộ sách đã cải thiện rất nhiều so với trước đây, là sử dụng các hình ảnh trực quan và các cái miêu tả rất là cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, giúp cho học sinh và cũng như giáo viên chúng ta hình dung một cách tốt nhất để chúng ta thực hiện cái nội dung kiến thức, giúp cho cái giờ học
đạt hiệu quả hơn. Thứ hai là các cái hệ thống hóa bài tập thể dục thể thao được giới thiệu trong sách, đó là các cái bài tập thể dục thể thao đặc thù của từng cái môn học, từng cái chủ đề ở trong sách. Thì một cái phần này thì cũng là một cái rất là cố gắng của nhóm tác giả, có vận dụng khá là nhiều bài tập của các cái liên đoàn thể thao trong phát triển cái nội dung giáo dục thể chất cho lứa tuổi học sinh học đường, cũng như các cái liên đoàn thể thao quốc tế trong cái hoạt động giáo dục thể chất cho học sinh. Thế thì quan điểm thứ ba đó là xác định là học sinh là trung tâm, các thầy cô sẽ là cái người tổ chức, cái người thiết kế, cái người hướng dẫn và cái người tham gia trong quá trình học với các học sinh, để giúp cho học sinh hình thành phát triển cái năng lực phẩm chất theo yêu cầu của chương trình. Và cái quan điểm thứ tư đó là về phương pháp dạy học, thì đây là một cái quan điểm mà giúp cho cái môn học giáo dục thể chất của chúng ta ngày càng có cái vị trí quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông cùng với các môn học khác. Về việc là tích hợp thì cái phần này chắc xin phép với cô thì chút nữa sẽ nói rõ hơn. Tuy nhiên cũng muốn giới thiệu với cô sơ lược qua cái việc tích hợp với các môn học khác. Đây là một cái xu thế tất yếu của giáo dục thể chất, cũng không nằm ngoài. Thì một cái ví dụ đơn giản thì chúng ta sẽ dạy các cái động tác của thể dục, chúng ta sẽ bắt đầu có bài nhạc. Thì việc lồng ghép bài nhạc thì xưa nay chúng ta vẫn làm, các thầy cô vẫn làm, vẫn vận dụng rất là sáng tạo trong cái giờ học của chúng ta. Thì đó là một trong những cái phần tích hợp với bộ môn trong cái phổ thông của lớp 6. Thì chúng ta có cái, ngoài ra còn có thể tích hợp với các môn như mỹ thuật, cái môn tự nhiên xã hội. Thầy khá là nhiều, lồng ghép như thế nào chút mà chắc xin phép được trao đổi ở phần sau với thầy cô. Thứ hai là về cấu trúc bộ sách. Thì bộ sách của chúng ta thì môn những thể chất thì cũng không sao nằm ngoài gồm những cái cấu trúc cơ bản của bộ sách. Trao đổi sẽ quan trọng chính của sách. Thì đối với môn giáo dục thể chất 6 thì chúng ta có quy định theo chương trình là gồm có 3 phần. Thứ nhất là phần cấu trúc chung, thứ hai là phần vận động cơ bản, và thứ ba là phần thao tự chọn. Nó có cái bằng cái chúng ta có các cái chủ đề khác nhau. Thì xin phép giới thiệu chi tiết một chút về từng phần để quý thầy cô có thể nắm rõ hơn dung sách. Thứ nhất là về phần kiến thức chung, thì đối với sách bộ sách của chúng ta thì giới thiệu đến quý thầy cô các cái phần như trên màn hình. Thì đây là những cái kiến thức rất là phổ thông thường thức, và trong quy định của chương trình hiện nay thì cũng muốn cung cấp đến quý thầy cô các cái kiến thức này để phục vụ cho cái giờ học giáo dục thể chất được tốt hơn, đạt hiệu quả hơn so với trước đây. Và một cái lưu ý ở trong phần kiến thức chung này thì hiện nay trong phân phối chương trình chúng ta sẽ không có cái phân phối tiết dạy. Tuy nhiên cái việc dạy phần kiến thức chung như thế nào thì chút mà vô phần chi tiết thì sẽ trao đổi thêm với quý thầy cô. Phần thứ hai là phần vận động cơ bản. Thì đối với phần vận động cơ bản thì bộ sách cũng căn cứ theo chương trình để biên soạn lên 4 chủ đề. Chủ đề thứ nhất là chủ đề chạy cự ly ngắn 60m. Chủ đề thứ hai là chủ đề ném bóng. Chủ đề thứ ba là chủ đề chạy cự ly trung bình, và cuối cùng là chủ đề bài thể dục liên hoàn. Thì cũng để cho quý thầy cô có một cái dung rõ hơn, thì như trên màn hình quý thầy cô thấy thì mỗi chủ đề chúng ta có số lượng bài và số lượng tiết để thực hiện các cái chủ đề, số lượng tiết để thực hiện cho các bài của từng chủ đề, để quý thầy cô thấy được là cái thời lượng của chúng ta sẽ giảng dạy với cái, những cái phần khác nhau đối với những cái chủ đề khác nhau thì trong cái thời lượng như thế nào. Cũng giới thiệu với quý thầy cô.
Phần thứ ba đó là phần vô thể thao tự chọn. quá thì không vô được. Thì đối với bộ sách Chân Trời Sáng Tạo thì cũng tức giới là thiệu tới quý cô ba chủ đề là ba môn thể thao, đó là thứ nhất là thể dục aerobic, thứ hai là một môn bóng đá, và thứ ba là một môn bóng rổ với các cái thời lượng thể thao tự chọn quá thực hiện và các cái số bài cũng khác nhau. mà thể dục Về cấu trúc bài học thì thực hiện theo thông tư hướng dẫn của bộ về biên soạn và xuất bản những quyển sách. Thì cấu trúc bài học thì gồm có bốn cái phần theo yêu cầu, đó là thứ nhất là phần mở đầu, thứ hai là phần kiến thức mới, thứ ba là phần luyện tập và thứ tư là phần vận dụng. Thì tất cả các bài học được thể hiện trong bộ sách, kể cả sách giáo viên cũng đều đi theo một cái cấu trúc bài học giống như vậy. Thì trong từng phần nó có các cái yêu cầu cần đạt về năng lượng phẩm chất của học sinh, thì cũng thể hiện rõ ở trong một số cái phần. Thì như trên màn hình quý cô thấy, ví dụ như phần mở đầu thì theo nguyên tắc hoạt động của chúng ta thì trước nay thì quý cô cho các em thực hiện các động tác khởi động. Phần kiến thức thì giới thiệu về kiến thức của buổi học. Phần luyện tập thì giới thiệu các cái hình thức tập luyện trong cái giờ học của chúng ta. Và vận dụng thì là giới thiệu các cái hình thức vận dụng như thế nào sau khi các em được học những cái kiến thức tại trường, và chúng ta phải vận dụng như thế nào trong cái cuộc sống hàng ngày, trong cái đời sống sinh hoạt sau khi chúng ta học được được trang bị các kiến thức. Và phần thứ ba muốn trao đổi đến quý thầy cô thì đối với giới thiệu thì là những cái điểm mới và nổi bật. Tuy nhiên ngày hôm nay thì muốn nhấn mạnh nhiều đến quý cô những cái đặc điểm ở phần ba này để quý thầy cô có thể vận dụng một cách tốt nhất, giúp cho cái giờ học của chúng ta đạt hiệu quả cao nhất. Thì trước tiên thì muốn trao đổi với thầy cô theo cái định hướng về đổi mới giáo dục chung của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, và thì đó là chúng ta sẽ thực hiện là thực học và thực nghiệp. Thì thông qua các cái tiêu chí như vậy thì bộ sách cũng được xây dựng với cái chương trình là chúng ta sẽ làm được gì từ những gì chúng ta đã học. Thì quý vị cô cũng thấy là thì chúng ta cũng nhất quán cái việc là học đi đôi với hành, cái việc rèn luyện thể chất của các em trong giờ học sẽ giúp ích được gì cho các em trong cái cuộc sống hàng ngày, trong cái sinh hoạt hàng ngày, để các em có thể có các kiến thức, có các kỹ năng, có các năng lực và phẩm chất để rèn luyện thể chất một cách tốt nhất, giúp cho ngày càng nâng cao sức khỏe cũng như tầm vóc của học sinh chúng ta, đáp ứng các cái nhu cầu học tập và sinh hoạt. Đầu tiên chắc xin phép quý cô tiếp tục nội dung trình bày là như vậy. Có nghĩa là chúng ta đặc điểm dễ nhận thấy nhất thì quý cô cũng thấy trong bộ sách là về mặt hình ảnh và các cái diễn giải các cái hình ảnh. Thì quý cô cũng thấy rõ thì các cái hình ảnh được trình bày trên trang sách là những hình ảnh tĩnh. Nhưng để miêu tả được một cái hoạt động, một cái cử động, một cái kỹ thuật thể thao hoặc là một cái hoạt động thể thao thì cái cô cũng thấy là sử dụng rất là nhiều hình ảnh tĩnh trong một khung hình, thì để với mục đích là làm sao diễn tả một cách chi tiết, dễ thấy, dễ thực hiện nhất đối với học sinh và cũng như cái quá trình giảng dạy của thầy cô. Thì các cái hình ảnh thì phía dưới thì chúng ta gắn liền với các cái miêu tả. Mỗi một hình thì chúng ta có miêu tả một cái đoạn ngắn phía dưới. Thì cái việc miêu tả cũng là hết sức ngắn gọn mà sử dụng các cái từ ngữ gần gũi với học sinh cũng như cũng phù hợp với cái mặt nhận thức của học sinh hiện nay của chúng ta, thì với mục đích là chúng ta cung cấp những cái hình ảnh một cách trực quan nhất, sinh động nhất, để cho các em có thể là sau khi đọc những cái bài tập này trước ở nhà, các em có khả năng các em thực hiện qua một số động tác, để khi lên tới giờ học của quý thầy cô sẽ là người hướng dẫn
củng cố và hoàn thiện, nâng cao các cái động tác kỹ thuật cũng như các cái hoạt động để giúp cho học sinh chúng ta đạt được hiệu quả cao hơn. Thì như quý vị cô biết là một lớp học của chúng ta hiện nay sĩ số tại các trường á, thì sẽ xoay quanh từ 40 cho tới 45 học sinh. Thì đây là một sĩ số cũng là khá đông. Tuy nhiên thì nếu như ta cung cấp bộ sách và các em có thể luyện tập trước ở nhà, thì về cơ bản thì cái số lượng các em viết về động tác và thực hiện được các động tác đang ở cái tỷ lệ khá là tốt. Sau cái giờ học của thầy cô thì cái tỷ lệ đó nó sẽ được tăng lên, giúp cho cái giờ học của chúng ta có cái hiệu quả cao hơn. Thì về mặt trình bày nội dung thì quý vị cô cũng thấy rõ là cái tác dụng về mặt trực quan, sinh động của bộ sách đem tới cho học sinh cũng như quý thầy cô cũng khá là rõ nét. Các cái động tác chẳng những với khuôn hình liên tục và còn có cái hướng đi, hướng dẫn các cái hướng đi, các cái hướng di chuyển của thân người, thì cũng thông qua đó thì cũng làm rõ hơn được cái hình thức trình bày các cái thiện hữu động tác. Và cái này thì học sinh có thể là chúng ta, các em có thể xem đi xem lại, có thể luyện tập rèn luyện thêm trước giờ học, trong giờ học, sau giờ học một cách thuận lợi nhất. Phần thứ hai đó là phần vận động cơ bản. Thì đây là một cái phần mà thì các thầy cô giảng dạy cũng rất là quan tâm hiện nay. Thì đối với phần vận động cơ bản trong chương trình thì hầu hết các cái nội dung, các cái chủ đề thể hiện đa số là các cái chủ đề liên quan tới bộ môn Nguyên Kinh. Thì như quý thầy cô cũng biết thì thực trạng giảng dạy bộ môn Nguyên Kinh của các trường phổ thông hiện nay cũng gặp khá nhiều khó khăn. Vì cái tính chất của Nguyên Kinh ở trong các cái nội dung học đó, thì nó cũng khá là đơn điệu. Đơn điệu vì cái tính chất cái động tác của các cái chủ đề Nguyên Kinh đó là những cái kỹ thuật mang cái tính là có chu kỳ, các cái động tác chạy lặp đi lặp lại thì rất là dễ gây nhàm chán cho học sinh. Tuy nhiên để rèn luyện các cái tố chất thể lực cũng như để giáo dục thể chất cho học sinh, giúp cho sức khỏe được tăng cường, được phát triển tốt hơn, thì rõ ràng các cái nội dung của Nguyên Kinh là một trong những phương tiện rèn luyện tốt nhất để chúng ta đáp ứng được các yêu cầu về phát triển cái tố chất thể lực. Thì vậy thì nó mang lại nhiều lợi ích như vậy, tuy nhiên nó cũng có một cái hạn chế về cái tính đơn điệu. Thì chúng ta phải làm như thế nào, quý thầy cô sẽ có những cái phương pháp nào để cải thiện cái việc đó và tăng cái hiệu quả rèn luyện thể chất lên khi chúng ta sử dụng các môn kinh? Thì cũng xin phép quý thầy cô thì thay mặt các tác giả gửi đến quý thầy cô một số cái trao đổi và một số cái hướng dẫn để giúp cho quý thầy cô sẽ có cái cải thiện hơn trong cái việc giảng dạy cái phần vận động cơ bản này ở các cái chủ đề điện kinh, giúp cho cái giờ học của chúng ta sinh động hơn, vui tươi hơn và đạt hiệu quả tốt hơn. Đầu tiên nhất là như trên màn hình quý thầy cô sẽ thấy là giới thiệu quý thầy cô là các cái hoạt động của nội dung chạy trước cái chủ đề chạy. Thì chạy thì chúng ta sẽ có hai cái chủ đề, chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Thì như thông thường nếu mà như chạy ngắn thì chúng ta sẽ chạy những cái đoạn 20m, 30m, 50m hay 60m tùy theo các cái điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi của trường của chúng ta. Tuy nhiên đối với bộ sách thì cũng mong muốn là cải thiện cái tính đơn điệu trong chạy đó. Thì cũng giới thiệu với cô thì trong các cái nội dung chạy ngắn, trong các cái bài học, các cái hoạt động vận động của chạy ngắn, phần chạy chúng ta không chỉ đơn thuần là chúng ta chạy một đoạn thẳng không nữa, mà trên cái đoạn thẳng đó thì cũng đã thiết kế lên những cái vật chuẩn, những cái vật cản, và các cái bài tập, các cái hoạt động đều yêu cầu các em thực hiện với cái nhóm tập luyện và vượt qua các vật cản vật chuẩn. Thứ nhất là chúng ta vẫn đảm bảo cái yêu cầu mục đích của các cái chủ đề trong chạy ngắn, đó là phát triển cái tổ chức sức nhanh cho học sinh, và bên cạnh đó giúp cho các em tránh được sự đơn điệu. Thì khi vượt qua các cái vật cản vật chuẩn và các em thực hiện một cách
khéo léo đạt hiệu quả, thì rõ ràng là cái việc mà cái sự tập trung của các em sẽ được tăng cao hơn là cái việc chúng ta chỉ chạy những cái đoạn thông thường. Và khi các em vượt qua được những cái yêu cầu này thì rõ ràng đem tới cho các em sự hứng thú nhất định trong các cái hoạt động mà chúng ta, các thầy cô chúng ta sẽ tổ chức. Cái thứ hai nữa là sẽ có những cái dụng cụ mang cái tính chất là rất là dễ tìm, dễ kiếm và rất là dễ trang bị. Ví dụ như chúng ta không chạy thẳng nữa mà chúng ta sẽ chạy thành những cái đoạn cong, đoạn đường vòng, tùy theo cái địa thế, địa hình của sân trường của chúng ta, theo cái vị trí tập luyện của chúng ta, để chúng ta cải tiến đi cái nội dung của giờ học để giúp cho cái việc tập luyện chủ đề chạy cự ly ngắn chúng ta không còn mang tính đơn điệu mà nó mang tính đa dạng hơn, nó gây hứng thú cho học sinh tốt hơn và cái giờ học của chúng ta rõ ràng nó sinh động hơn. Và cái thứ hai trong phần các nội dung chạy thì đó là chạy cự ly trung bình. Đây cũng là một cái nội dung mà quý thầy cô cũng khá là vất vả trong cái việc giảng dạy cho các em học sinh hiện nay tại các trường. Thì giáo viên sẽ cũng mong muốn gửi đến quý thầy cô một số cái sản phẩm. Quý thầy cô sẽ theo dõi ở trên màn hình, ở góc trái và góc phải phía dưới của màn hình. Chúng ta sẽ có hai cái trò chơi minh họa. Thì như quý thầy cô đã biết, mục đích của việc giảng dạy cái nội dung chạy cự ly trung bình để giúp cho các em rèn luyện cái tố chất sức bền, cái sự bền bỉ dẻo dai và một phần nữa là cái ý chí vượt qua cái mệt mỏi. Thì cái đặc trưng của chạy cự ly trung bình cũng như là phát triển sức bền thì như quý thầy cô cũng biết, đó là một cái hoạt động trong thời gian dài, một cái hoạt động liên tục trong thời gian dài thì nó sẽ phát triển về tố chất sức bền. Do đó khi chúng ta tổ chức các cái nội dung chạy cự ly trung bình hiện nay, thông thường chúng ta sẽ thực hiện nhiều vòng sân, đúng không ạ? Thì trên cái cơ sở đó, trên cái nền tảng đó thì nhóm biên soạn cũng xin phép được cải biên đi. Chúng ta sẽ không chạy đơn thuần qua những cái vòng sân nữa mà chúng ta sẽ thiết kế thành những cái chặng, những cái đoạn chạy khác nhau, những cái yêu cầu khác nhau nhưng vẫn giữ cái quy tắc chung, đó là các em sẽ hoạt động vận động trong một cái khoảng thời gian dài với yêu cầu là hoạt động liên tục trong một cái khoảng thời gian dài theo yêu cầu. Thì như cái hình bên trái, góc bên trái phía dưới quý cô thấy thì một cái hình hoạt động vận động phát triển sức bền thông qua cái nội dung thì chia thành ba cái chặng. Chặng thứ nhất thì các em vẫn là chạy một cái đoạn vượt qua một cái chướng ngại vật, sau đó thì tới tiếp tục chặng thứ hai thì cũng là hoạt động liên tục và qua cái chặng thứ ba thì vượt qua chướng ngại vật tiếp theo. Thì nếu như chúng ta thực hiện một cái cự ly vòng chạy đơn thuần giống như vậy thì rõ ràng thì chạy qua vòng 2, vòng 3 thì có thể là học sinh rất là nhàm chán. Nhưng nếu như chúng ta có những cái vật thể như vậy thì cái sự chú ý, cái sự tập trung của các em nó không còn xoay quanh cái chuyện là cự ly dài ngắn nữa, mà sẽ tập trung vào cái việc là các em vượt qua những cái chướng ngại vật, những cái đoạn chạy này như thế nào, thì rõ ràng sẽ tránh đi cái tính đơn điệu trong chạy. Giống như cái nội dung chạy cự ly ngắn đã trình bày với cô, thì thông qua đó thì vẫn đảm bảo là các em sẽ thực hiện một cái cự ly chạy ở mức nhất định và trong cái khoảng thời gian dài tương đối nhất định để chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu của chương trình, để chúng ta thông qua cái nội dung chạy cự ly trung bình để phát triển cái sức bền của học sinh. Và một cái minh họa thứ hai ở góc phải bên dưới về chạy cự ly trung bình thì quý thầy cô thấy, thì đối với những cái đoạn chạy nhiều vòng thì thay vì chúng ta chỉ chạy cách đếm vòng thì chúng ta sẽ có những cái mốc chuẩn. Thì khi các em thực hiện qua những cái mốc chuẩn thì có một cái thao tác để giúp cho các em
không chỉ là cứ lặp đi lặp lại những cái vòng chạy, chỉ biết chạy qua những cái vòng không, mà có những cái thao tác rất là đơn giản, ví dụ qua những cái móc cột cờ chúng ta thực hiện bỏ một cái thẻ, hay là các em sẽ quan sát những cột cờ để chúng ta thực hiện cái thẻ, thì nó sẽ giảm đi cái tính đơn điệu của cái bài học và giúp cho học sinh có một cái sự chú ý khác, không chỉ là cái việc là chúng ta đếm số vòng chạy không, nhưng vẫn đảm bảo là cái việc thực hiện của các em một cách xuyên suốt, cũng như là giúp cho cái tinh thần của các em phấn khích hơn, tốt hơn, giúp cho các em có nhiều động lực hơn để vượt qua những cái lúc mà cơ thể mệt mỏi. Thì đây cũng là một cái phần cải tiến, phần mong muốn để giúp cho các cái hoạt động, nhất là các cái chủ đề chạy trong miền Kinh được cải thiện hơn, giờ học được sinh động hơn và giúp cho học sinh có cái việc rèn luyện thể lực được tốt nhất và đạt hiệu quả cao nhất. Thì cũng xin giới thiệu quý thầy cô, thì đây là những cái quan điểm, là những cái xu hướng mà hiện nay ở các liên đoàn, đặc biệt là liên đoàn điền kinh quốc tế, cũng đang triển khai rộng khắp ở các nước trên thế giới, kể cả những nước có nền thể thao phát triển cũng như là các nước đang phát triển, và đặc biệt là những nước mà có cái điều kiện cơ sở vật chất, tập luyện thể dục thể thao cũng như giáo dục thể chất còn hạn chế như chúng ta, để vận dụng một cách tốt nhất cho cái hoạt động giáo dục thể chất. Tiếp theo đó là chủ đề ném bóng. Thì đây cũng là một cái chủ đề rất được sự quan tâm của tất cả quý thầy cô, và đặc biệt thì thông qua các cái đợt gặp quý thầy cô đã trao đổi rất nhiều về chủ đề này. Có rất nhiều quý thầy cô hỏi nhóm tác giả thì chủ đề này không dạy được không thầy? Vì chủ đề này hiện nay được đánh giá là rất là nguy hiểm cho cái việc giảng dạy. Giảng dạy nguy hiểm cho người dạy, người học và những người xung quanh. Tuy nhiên thì xin phép quý thầy cô là như vậy. Theo chương trình quy định, đây là phần vận động cơ bản và đây là phần chung và phần bắt buộc. Do đó chúng ta phải thực hiện. Và chính vì phải thực hiện cho nên nhóm tác giả cũng rất là trăn trở và đã nghiên cứu khá nhiều để làm sao cái việc giảng dạy của cái nội dung này đầu tiên nhất là nó phải đảm bảo được. Cái thứ hai nữa, làm sao để chúng ta đạt được cái hiệu quả như mong muốn, như yêu cầu của chương trình và như các cái điều kiện thực tiễn hiện nay tại các trường của chúng ta. Thì cũng xin giới thiệu với cô cái tiêu chí đầu tiên nhất. Thì chúng ta đánh giá cái nội dung này nguy hiểm. Nguy hiểm vì chúng ta sử dụng đúng dụng cụ chuẩn là một quả bóng đặc màu đen, đúng không ạ? Nặng 150g. Thì nếu như cái quả bóng này mà ném ở cự ly gần hay cự ly xa đều gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Và các thầy cô rất là khó khăn vất vả trong cái việc tổ chức giảng dạy. Do đó cái điều đầu tiên chúng ta cần thay đổi đó là dụng cụ tập luyện. Thì như trên màn hình quý cô thấy là nó có xuất hiện 3 tới 4 loại dụng cụ thay thế. Cái mục đích của cái chủ đề của ném bóng là chúng ta sẽ phát triển sức mạnh tay vai ngực. Do đó quý thầy cô rèn luyện các cái động tác ném mà để phát triển được tay vai ngực mà chúng ta đang tập. Do đó cái việc thay thế về trang thiết bị dụng cụ tập luyện á, thì đây là một cái cách thức mà chúng ta sẽ thực hiện trong cái thời gian sắp tới khi các thầy cô lên lớp. Thì cái đầu tiên nhất là chúng ta có thể thay thế bằng những cái quả bóng mà hiện tại các trường chúng ta đang có. Ví dụ như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền hay là bất kỳ loại bóng nào mà các thầy cô hiện đang sử dụng tại trường mà không gây nguy hiểm thì chúng ta vẫn có thể vận dụng được. Cái thứ hai là các cái dụng cụ hiện có của nhà trường, ví dụ như quả cầu đá, quả cầu lông. Ở bên tay phải góc trên cùng á, thì có giới thiệu thêm là túi cát. Thì túi cát ở đây thì quý thầy cô vẫn có thể sáng tạo thiết kế, hoặc là trong cái phần thiết kế dụng cụ chút sẽ trao đổi với cô, chúng ta sẽ thực hiện cái này rất là đơn giản. Với mục đích là dụng cụ dùng để ném
như thế nào đó mà sẽ không gây nguy hiểm cho những người tập xung quanh và đảm bảo an toàn cái giờ học một cách tốt nhất thì chúng ta đều để sử dụng. Thì như trong màn hình của cô thấy thì quả cầu lông, quả cầu đá thì sử dụng khá nhiều. Thì hiện nay đối với các trường trung học cơ sở thì quả cầu lông với trái cầu đá thì cũng khá là nhiều trường đã có, đúng mà. Ngoài ra chúng ta còn có những quả bóng nhựa nhỏ lớn đủ các size rất là nhiều, và chúng ta sẽ thực hiện các dụng cụ đó để chúng ta tiến hành việc giảng dạy. Và cái cách thức giảng dạy như thế nào, cái nội dung giảng dạy như thế nào thì trong từng chủ đề của bài học đã giới thiệu khá là rõ ràng, cụ thể chi tiết đến quý thầy cô, thì cũng xin trình bày ở đây để quý thầy cô hiểu rõ cái quan điểm biên soạn cũng như là cái cách thức chúng ta sẽ thực hiện các cái nội dung trong thời gian tới. Tiếp theo đó là phần thể thao tự chọn. Thì phần thể thao tự chọn này thì cũng được nhận được sự quan tâm rất lớn của quý thầy cô. Đặc biệt là các thầy cô vừa rồi có dịp gặp các thầy cô ở Vĩnh Long. Các thầy cô chẳng những là giáo viên các nhóm chủ bộ môn, có các thầy cô là chuyên viên phòng giáo dục và sở giáo dục, và đặc biệt là có luôn cả các thầy cô ban giám hiệu các trường cũng rất là quan tâm tới cái việc là các cái môn thể thao tự chọn được thể hiện trong sách. Thì mong muốn quý thầy cô là chúng ta sẽ có nhiều cái môn thể thao để chúng ta lựa chọn, đúng không ạ? Thì tuy nhiên thì trong giới hạn của bộ sách thì cũng xin phép quý thầy cô là giới thiệu với thầy cô là được 3 môn thể thao thôi. Thì các cái môn thể thao còn lại thì cũng đã trao đổi với cô, thì hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ có những cái tài liệu bổ trợ, trong đó sẽ thể hiện nhiều môn thể thao hơn để quý thầy cô sẽ có dịp để chúng ta lựa chọn để vận dụng vào cái giờ học cách tốt nhất. Thì trong cái khuôn khổ nội dung ngày hôm nay thì cũng xin phép trao đổi với cô các cái lý do tại sao là chúng ta bộ sách được giới thiệu chỉ có 3 môn, và 3 môn nó có những cái đặc trưng gì để lựa chọn, và nếu như các thầy cô không lựa chọn một trong 3 cái môn thể thao để giảng dạy, chọn các môn thể thao khác ngoài thì chúng ta có được hay không và chúng ta phải thực hiện như thế nào, thì cũng xin cái nội dung sáng nay cũng sẽ trao đổi với cô xoay quanh cái vấn đề là như vậy. Thì đối với việc lựa chọn các môn thể thao của bộ sách thì có một số yếu tố sau. Thứ nhất là quý thầy cô cũng biết là các môn thể thao chọn trong bộ sách thì cũng được nhận được khá là nhiều sự quan tâm và tập luyện của học sinh trong cả nước luôn ạ. Không riêng gì ở một cái khu vực nào. Đây là một cái khảo sát sơ bộ trước khi tiến hành. Do đó thì cái đó là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai đó là các cái môn thể thao được lựa chọn là những môn thể thao mang tính tập thể. Thì quý thầy cô biết thì trong sinh hoạt tập thể thì đó là một trong những phương tiện rất là tốt, rất là hữu ích cho cái việc giáo dục các em hình thành và phát triển cái năng lực phẩm chất theo yêu cầu của chương trình. Thì đây là một cái yêu cầu bắt buộc chương trình đề ra, thì bộ sách phải căn cứ vào đó để tổ chức biên soạn những cái nội dung phù hợp để đáp ứng yêu cầu chương trình. Cái thứ ba nó mang một cái đặc điểm về tâm sinh lý lứa tuổi. Thì như quý cô không biết thì đối với lứa tuổi học sinh lớp 6 thì đây là cái thời điểm vàng để các em phát triển cái thể chất, đặc biệt là cái yếu tố về cơ xương khớp. Thì các môn thể thao luyện tập đó, thì nó phải có tính linh hoạt, có tính phù hợp với cái đặc điểm vận động của học sinh về các đặc điểm phát triển cho xương khớp trong cơ thể. Một cái đặc điểm thứ tư đó là mang cái đặc điểm giới tính. Thì như quý thầy cô cũng biết, thực trạng hiện nay chúng ta lựa chọn các môn thể thao á, thì các nhà trường ngoài cái việc là căn cứ vào cái điều kiện cơ sở vật chất của trường, cái điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường, trình độ của giáo viên và học sinh, thì bên cạnh đó chúng ta có thêm một yếu tố là về giới tính. Trong một cái lớp học chúng ta 40 đến 45 em thì giới tính nam và nữ thì gần như có thể là ở mức tương đối cân bằng nhất.
một nửa là nam một nửa là nữ, do đó chúng ta sẽ có cái việc lựa chọn một cái môn thể thao nào nó mang cái phù hợp đối với những cái đối tượng giới tính khác nhau như vậy. Thì ba môn thể thao được lựa chọn trong sách Chân Trời Sáng Tạo cũng đi theo cái yêu cầu đó. Thì như quý thầy cô cũng biết thì đặc thù của môn aerobic là các cái động tác thể dục, các cái động tác vận động với nhạc. Thì cái này các em nữ rất là yêu thích, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là môn bóng đá. Bóng đá thì là một cái môn theo như các thầy cô và các em học sinh quan sát thì gọi đó là một cái môn thể thao có thể phù hợp với các em học sinh nam. Còn đối với môn bóng rổ thì phù hợp luôn cả hai giới tính là nam và nữ. Thường thì em đều ham thích, nam và nữ đều có cái ham thích tập luyện bóng rổ, cũng như là cái tính phù hợp đó hiện nay trong thực tế các nhà trường thì cả nam và nữ đều rất là quan tâm tham gia tập luyện cái nội dung này. Tuy nhiên thì thêm một cái điều chia sẻ đó thì cô, trong quá trình nhóm biên soạn tổ chức thực nghiệm tại các trường phổ thông trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh, cũng khá là nhiều trường thì cái đặc tính này nó gần như dung hòa hết ở các cái đối tượng học cả nam và nữ. Ví dụ như các thầy cô nói môn ví dụ aerobic thì phù hợp với nữ à, thì tuy nhiên trong thực tế hay thực nghiệm ở các trường thì khi tập luyện động tác thì có thể chúng ta hiểu là có mấy em nữ sẽ quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên là khi thực hiện động tác và có âm nhạc và sau khi học động tác mà thực hiện với âm nhạc thì giáo viên có yêu cầu là mỗi nhóm phải sáng tạo, nên những cái động tác đã học là sắp xếp cái thứ tự để ra một cái bài để các em có thể tập luyện biểu diễn một nhóm trước các nhóm khác. Thì không chỉ riêng các em nữ tích cực thôi, các em nam cũng rất là tích cực trong cái hoạt động của môn thể dục aerobic này. Do đó thì cái yếu tố ban đầu là phù hợp cho nữ thì cái đó là nhận định của chúng ta. Tuy nhiên trong một số thực tế giờ học thì rõ ràng các em nam vẫn ham thích cái việc tập luyện này vì rất là hứng thú sinh động khi các em được tập luyện với nhạc. Thì thông qua cái việc nghe nhạc thì các em rất là hứng thú trong cái việc tập luyện. Cái thứ hai là cái nội dung bóng đá cũng như vậy. Thì trước giờ chúng ta hay nhận định bóng đá là nội dung cũng khá là phù hợp với các em nam. Tuy nhiên thì trong giờ thực nghiệm cũng thể hiện cái điều mở rộng hơn một chút. Đó là cái động tác, học động tác tưng bóng tại chỗ. Thì khi triển khai tập luyện, cô giáo, thầy giáo triển khai tập luyện thì không chỉ các em nam không ạ, các em nữ cũng rất là hăng say tập luyện. Cũng rất là muốn là ta, các em muốn là điều khiển được quả bóng với các cái kiến thức mà thầy cô cung cấp. Và sau cái giờ học, có một số lớp khi hết giờ học là tới giờ ra chơi thì các em nữ là những người ở lại nhiều hơn các em nam để tiếp tục cái nội dung tập luyện tưng bóng đó trong giờ ra chơi. Thì đây cũng là một cái tín hiệu ở thực tế giờ cũng rất là vui để làm động lực cho nhóm khán giả ngày càng hoàn thiện hơn các cái nội dung biên soạn của mình. Thì tiêu chí đưa ra ban đầu nhưng mà thực tiễn lại cho nhóm khán giả thêm một số cái rất là tốt để hoàn thiện. Thì cái này cũng là một cái phần để chia sẻ thêm với quý cô về các cái chủ đề thể thao tự chọn. Thì trong chủ đề thể thao tự chọn có những cái đặc trưng này, có những cái nổi bật nào để quý thầy cô có thể vận dụng vào đó để chúng ta tăng cường hiệu quả giờ học. Đối với thể dục aerobic thì quý thầy cô cũng thấy như cái trình bày lúc đầu là về nội dung trình bày của trang sách thì là rất là nhiều hình tĩnh trong một khuôn hình để biểu thị một cái hoạt động, một cái động tác thể dục nào đó. Cái thứ hai nữa cũng được biểu thị ở một số cái mũi tên, ví dụ các cái bước di chuyển của động tác. Như cái hình ở giữa của cô thấy, ví dụ như bước diễu hành, bước chạy bộ, thì có bổ sung thêm những cái động tác để giúp cho
học sinh cũng như quý cô thấy được cái cách chuyển động của từng bộ phận cơ thể. Thì đây là một cái minh họa trực quan nổi bật của chủ đề aerobic. Cái thứ hai nữa là các cái đội hình ở trong chủ đề aerobic, thể dục aerobic cũng là một cái thế mạnh của môn mà các thầy cô có thể vận dụng một cách linh hoạt để đạt hiệu quả. Quý thầy cô cũng biết là đối với chương trình giáo dục thể chất lớp 6, chúng ta sẽ không còn các cái nội dung giảng dạy về đội hình đội ngũ, đúng không ạ? Tuy nhiên trong cái chủ đề thể dục aerobic này, chúng ta không nhận ôn lại các cái đội hình đội ngũ mà các em đã được học ở cấp tiểu học, mà chúng ta còn mở rộng hơn và chúng ta còn gợi ý nhiều hơn về mặt đội hình đội ngũ trong cái chủ đề này. Ví dụ như quý thầy cô thấy là bên tay phải của màn hình giới thiệu hai cái đội hình để quý thầy cô có thể tham khảo. Ví dụ như các em đứng tập luyện theo như thông thường chúng ta là chúng ta sẽ cho các em 4 hoặc 5 hàng ngang đứng xen kẽ tập luyện cả lớp, đúng không? Sau đó thì các thầy cô sẽ phân nhóm. Các nhóm chúng ta sẽ tiến hành tập luyện. Vậy thì các nhóm tiến hành tập luyện với những cái đội hình gì? Những cái đội hình như thế nào để thứ nhất là giúp cho các em ôn luyện được cái động tác một cách tốt nhất. Cái thứ hai là giúp cho các em thể hiện được cái bài biểu diễn nữa, chứ không chỉ là chúng ta chỉ luyện tập không. Thì rõ ràng thì qua cái hình ảnh phía trên màn hình của cô thấy là giới thiệu về, ví dụ như đội hình đội ngũ mình cho. Thứ hai, đội hình biểu diễn, và kể cả cái việc là các em là khán giả dự khán thì các em sẽ ngồi với cái đội hình này. Thì với một cái cách trực quan trong một cái giờ thể chất, khi các thầy cô triển khai cái đội hình tập luyện như vậy, đội hình biểu diễn như vậy, thì xin phép quý thầy cô, các nhóm chủ môn cũng như ban giám hiệu, thì nếu như các thầy cô là một cái người dự giờ hoặc là một cái thời điểm nào quý thầy cô đi ngang quý thầy cô xem một cái giờ thể chất và nhìn thấy những cái đội hình này, thì rõ ràng đây là một cái đặc điểm lợi thế mà các thầy cô với thể chất chúng ta nhận được, thể hiện giờ rất là nghiêm túc, rất là sinh động, rất là khuôn mẫu và rất là trật tự theo những cái đội hình, theo tiêu chí của giờ đảm bảo an toàn, nguyên tắc sự đáp ứng tất cả các yêu cầu về nghiệp vụ sự của giờ học rất là tốt. Thì đây là một cái đặc điểm thế mạnh của chủ đề thể dục aerobic muốn giới thiệu đến quý cô để quý thầy cô có thể vận dụng, không chỉ là trong thể dục aerobic không ạ, mà các cái nội dung biên soạn trong sách thì quý thầy cô có thể vận dụng một cách linh hoạt cho tất cả các chủ đề mà chúng ta sẽ tổ chức các hoạt động trong vận động. Chúng ta có thể lấy cái thế mạnh của thể dục aerobic mà quý thầy cô có thể dạy những cái nội dung môn học khác, ví dụ dạy những cái môn thể thao khác mà vận dụng cái đội hình của aerobic chẳng hạn. Thì đây là một cái gợi ý để quý thầy cô có thể hình dung và có thể sáng tạo lên nhiều cái phương pháp sư phạm, nhiều cái phương pháp về đội hình đội ngũ và tổ chức các cái hoạt động nào một cách tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất. Thứ hai đó là cái chủ đề bóng đá, thì bên cạnh các cái phần trình bày và thế mạnh trình bày trang sách về hình ảnh về trực quan, thì cũng bổ sung thêm với chủ đề bóng đá thì sẽ có cái hướng di chuyển của các dụng cụ. Thì đây cũng là một cách để cho học sinh cũng như quý cô có một cái trực quan nhất về môn học và để tổ chức cho cái giờ học thuận lợi nhất. Nhất là về các cái trang thiết bị dụng cụ cần chuẩn bị là những gì. Thứ hai nữa là các cái đội hình tập luyện như thế nào, chuẩn bị thiết kế sân bãi như thế nào để chúng ta phục vụ cái giờ học. Và một cái thứ ba nữa thì sau cái giờ học thì các em sẽ có việc là thực hành như thế nào, các em sẽ phải vận dụng như thế nào và các em sẽ phải tập luyện như thế nào để hình thành nên những cái thói quen tập luyện thường xuyên theo yêu cầu của chương trình, và cao hơn nữa là để rèn luyện thể chất của em một cách liên tục. Thì như quý vị cô biết thì đối với môn thể chất được phân phối trong chương trình thì chúng ta một tuần có 2 tiết. Những trường mà chúng ta tổ chức tiết đơn thì một tuần các thầy cô gặp các em 2 lần. Còn nếu như các trường mà chúng ta sử dụng tiết đôi thì có nghĩa là thầy cô một tuần chỉ gặp các em 1 lần.
Nhưng trong quy tắc của vận động thể thao và hoạt động dù thể chất thì quý thầy cô biết thì cái yêu cầu về việc tập luyện á, là phải diễn ra thường xuyên và liên tục. Để sau một tuần quý thầy cô gặp lại các em thì về cơ bản thì các em liên tục tập luyện và sẽ phát triển ở những môn học tiếp theo nữa. Nếu mà sau một tuần mà quý thầy cô gặp lại các em mà giống như các em chưa từng học mà, thì đây là một cái điều không nên có và cần hạn chế. Do đó cái việc tập luyện thường xuyên cũng rất là quan trọng. Và để phục vụ cho cái việc tập luyện thường xuyên đó thì bộ sách cũng đã rất là cố gắng về hình thức trình bày cũng như là giới thiệu các cái đội hình tập luyện, cái cách thức tận dụng như thế nào để cho các em có cái điều kiện để tập luyện, để có nội dung để tập luyện và có ý thức để tập luyện. Thì đây là một cái phần nổi bật nữa của nội dung đá. Thì bên cạnh đó, đối với môn bóng rổ thì cũng bao hàm các cái ý vừa trình bày và bổ sung thêm, đó là cái phần đội hình tập luyện. Thì quý thầy cô cũng đã thấy trên màn hình, ngoài cái việc là miêu tả cái hướng đi đường bay của các dụng cụ cũng như hướng di chuyển của người tập, thì bên cạnh đó các cái đội hình tập luyện cũng như là những cái bạn sẽ hỗ trợ cái việc tập luyện đó. Và cái việc tập luyện theo theo nhóm, theo từng cặp đôi sẽ diễn ra như thế nào thì cũng thể hiện bằng hình vẽ trên trang sách, thì cũng giúp ích cho quý thầy cô rất nhiều trong cái khâu tổ chức các hoạt động tập luyện. Ví dụ như cái thầy cô sẽ thấy là cái hình luyện tập theo nhóm ở giữa bên dưới hình số 3, thì người tập luyện sẽ phải thực hiện như thế nào, sau đó sẽ di chuyển như thế nào, và những cái bạn hỗ trợ sẽ phải đứng ở vị trí nào và thực hiện những cái động tác này. Thì rõ ràng ở đây là một cái rất là trực quan về cái việc tập luyện, để giúp ích cho cái công tác chuẩn bị của thầy cô cũng như tiến hành tổ chức và theo dõi cái việc tập luyện tốt nhất. Và các em học sinh cũng có thể thực hiện cái việc này một cách tốt nhất đối với bạn bè của mình trong giờ ra chơi, sau giờ tan trường, hay là các em sẽ có những cái giờ sinh hoạt ngoài nhà trường với bạn bè, với những cái hình ảnh cách thức tổ chức như vậy. Thì bộ sách cũng mong muốn đem tới những cái hiệu quả đó để giúp cho cái giờ học được tốt hơn và cái hoạt động về giáo dục thể chất được hiệu quả. Thì với những cái hình ảnh như vậy thì quý thầy cô vẫn có thể vận dụng để hướng dẫn cho các em có thể luyện tập thêm sau giờ học. Thì chúng ta phải đảm bảo cái việc luyện tập thường xuyên cho các em. Do đó thì ngoài cái việc thầy cô nhắc nhở thì các cái nội dung trên trang sách cũng là một cái tài liệu để quý thầy cô có thể sử dụng để yêu cầu các em học sinh chúng ta thực hiện tập luyện theo đội hình hình số 3, nội dung chủ đề bóng rổ ở trang số mấy, các em về các em có thể vận dụng. Thì đây là một cái cách thức để tăng lên hiệu quả sử dụng của bộ sách. Tiếp theo đó là về cấu trúc của bài học, thì xin nhấn mạnh với quý thầy cô ở hai phần. Thứ nhất là phần mở đầu, thứ hai là phần vận dụng. Thì đối với phần mở đầu thì như quý thầy cô biết thì ngoài cái việc là chúng ta phải đảm bảo quy tắc vận động, đó là thực hiện các hoạt động khởi động để chúng ta làm nóng để chuẩn bị cơ thể cách tốt nhất vào các cái giờ học. Thì đây là nguyên tắc chung thì quý thầy cô cũng đã thực hiện. Thì đối với bộ sách mình mới, nó mới chỗ nào, mới là mới bổ sung thêm cho người chơi để hỗ trợ cho việc khởi động. Thì quý thầy cô cũng sẽ thấy là trong từng chủ đề, trong mỗi bài học sẽ có một cái trò chơi hỗ trợ khởi động ở phần mở đầu. Cái mục đích của cái trò chơi này là giúp cho học sinh chúng ta, các em chuyển trạng thái ngoài trên lớp xuống trạng thái là chuẩn bị vận động một cách tự nhiên nhất, vui tươi nhất và sinh động nhất, để cho các em được phấn khích hơn, được tích cực hơn trong cái giờ học mà các thầy cô sẽ tổ chức. Thì việc chơi ở đây thì mang khá là nhiều ý nghĩa, thì trong đó có một cái quan điểm đầu á,
là các cái bài tập thể dục thể thao thì mang tính đặc thù, thì quý thầy cô sẽ thấy là các cái trò chơi này chúng ta không chỉ đơn thuần là cái trò vui chơi không, mà trong đó nó có lồng ghép khá là nhiều ý. Ví dụ các thầy cô sẽ ôn tập những cái nội dung mà các thầy cô đã giảng ở bài học trước, hoặc các thầy cô sẽ sử dụng cái trò chơi này trong việc là chuẩn bị giới thiệu lên cái bài học mới. Thì những cái trò chơi này mang tính chất là các cái bài tập hỗ trợ thể dục thể thao rất là đặc biệt. Và cái việc sử dụng các cái trò chơi này là việc sử dụng một cách linh hoạt. Thì sau đó một chút tới cái phần trò chơi thì sẽ giới thiệu rõ hơn với thầy cô. Và cái việc trò chơi này sẽ giúp cho cái giờ học chúng ta nó sinh động hơn, thì cũng phải thông qua cái cách tổ chức chuẩn bị sắp xếp của thầy cô. Thì đối với bộ sách thì cũng đã giới thiệu thầy cô cũng khá rõ ràng cụ thể, ví dụ như cái dụng cụ cần chuẩn bị là gì, cách thức thực hiện như thế nào để quý thầy cô sẽ phổ biến trước cho học sinh. Và ngay cả học sinh trong cái giờ học thì các thầy cô vẫn có thể yêu cầu các em có thể tham khảo trước, để chúng ta không phải mất nhiều thời gian trong cái phần mà các thầy cô sẽ phải giải thích cái cách chơi như thế nào, thực hiện như thế nào, thì các em vẫn có thể tham khảo trước tại nhà. Thì do sau khi tới cái giờ học thì quý cô có thể triển khai một cách thuận lợi hơn. Thì để đảm bảo được cái việc đó thì sau mỗi giờ học thì quý cô có dự kiến trước cái buổi học sau chúng ta sẽ tiến hành như thế nào, thì vẫn có thể là chúng ta yêu cầu học sinh có những cái sự chuẩn bị nhất định. Cái thứ hai là về phần vận dụng. Thì vận dụng ở đây thì thực hiện theo quy định của chương trình cũng như là hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo trong biên soạn thì có vận dụng để cái việc học sẽ đi đôi với việc chúng ta học được nội dung gì, chúng ta vận dụng cái nội dung đó như thế nào vào thực tiễn cuộc sống. Thì trong vận dụng cũng đã giới thiệu với người cô cũng khá nhiều. Thì thông thường mỗi chủ đề, mỗi bài học sẽ có hai câu vận dụng. Câu vận dụng thứ nhất á, là quý cô sẽ kiểm tra lại cái kiến thức mà quý cô đã trang bị cho học sinh, cái khả năng nắm bắt như thế nào và các cái yêu cầu của kiến thức để các em nắm rõ như thế nào. Cái câu hỏi vận dụng thứ hai sẽ là các em sẽ sử dụng những cái nội dung đã được học, đã được trang bị đó như thế nào vào cái sinh hoạt hàng ngày của các em để hình thành cái thói quen. Và bên cạnh đó thì cũng giúp cho cái việc là tăng cường cái mối quan hệ trong gia đình, bạn bè và xã hội. Thì cái việc đó sẽ giúp cho cái mục đích giáo dục của chúng ta là phát triển năng lực phẩm chất tốt cho học sinh, đạt hiệu quả tốt nhất. Và đây là một cái đặc điểm rất là nổi bật. Chắc cũng đã trao đổi rất là nhiều với quý thầy cô một số tỉnh thành. Tuy nhiên trong cái chương trình hôm nay thì cũng xin giới thiệu một cách chi tiết hơn đối với thầy cô, là đối với cái kho trò chơi vận động này thì sau mỗi chủ đề chúng ta có 7 chủ đề, thì sau mỗi chủ đề thì chúng ta có một cái kho trò chơi bao gồm từ 3 đến 4 trò chơi. Người ba cái bốn trò chơi này đi theo thật hù của từng chủ đề. Ví dụ như các trò chơi phát triển sức bền thì quý vị cô sẽ thấy là nó nằm ở trong chủ đề chạy thể trung bình. Và các cái trò chơi này cũng được miêu tả cụ thể rõ ràng mục đích như thế nào, dụng cụ như thế nào, cách thực hiện như thế nào. Và cũng xin trao đổi thêm với cô thì những cái trò chơi phát triển tố chất thể lực đặc trưng này là nhóm tác giả cũng đã rất là cố gắng cập nhật những cái thành tựu, những cái kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thần kinh quốc tế, vận dụng một cách hiệu quả phù hợp với đặc điểm của tất cả các trường, các cái điều kiện cơ sở vật chất của trường và đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tại Việt Nam của chúng ta, để làm sao đem tới cái hiệu quả dạy học một cách tốt nhất, phù hợp nhất để giúp cho cái hoạt động giáo dục thực chất được hiệu quả hơn. Thì cũng xin trao đổi với cô như vậy. Cái thứ hai nữa là các cái trò chơi này mang
chất lượng tiêu chuẩn. Do đó với cái tiêu chí của bộ sách là sáng tạo thì quý thầy cô có thể là dựa trên cái những cái nội dung tiêu chuẩn này, quý thầy cô sẽ sáng tạo để cho phù hợp hơn, cụ thể hơn đối với các cái điều kiện sở vật chất của trường chúng ta, đối với cái đặc điểm tâm sinh lý của học sinh chúng ta. Ví dụ như các thầy cô ở miền Tây Nam Bộ thì các học sinh cái khả năng linh hoạt rất là lớn, đúng không? Thì cái khả năng nhanh nhạy của các em rất là nhiều. Thì nếu như trò chơi chúng ta mà nó quá đơn giản như các em, thầy cô vẫn có thể chúng ta tăng cái yêu cầu lên để chúng ta tạo thêm độ khó cho học sinh chúng ta. Thì với cái mục đích vẫn là chúng ta hướng tới cái việc phát triển của các em. Bây giờ các em đã tốt rồi thì chúng ta nâng cao yêu cầu lên để cho các em tốt thêm lên, thì dựa trên cái cơ sở sáng tạo của quý thầy cô mà sẽ đạt được cái mục đích đó. Thì để sáng tạo thì các cái trò chơi tiêu chuẩn này thì quý thầy cô sẽ có cái sáng tạo riêng của mình. Đôi khi trong quá trình giảng dạy chúng ta, các em học sinh cũng có những cái sáng tạo riêng của các em. Thì thông qua những cái giờ dạy đó, thông qua những cái tổ chức hoạt động đó, thì cũng mong muốn có cái sự trao đổi với thầy cô. Vì trong thực tiễn giảng dạy của thầy cô mới là những cái yếu tố rất là có lợi để đem tới cho nhóm khán giả cũng như các bạn có thực chất được cập nhật, được mang cái tính đặc thù của từng địa phương cũng như từng trường học để làm phong phú hơn cái kho dữ liệu của người chơi. Thì như quý thầy cô cũng biết, thì đối với môn giáo dục thể chất đó, thì hiệu quả của hoạt động dục thể chất thì cũng đều nằm trong các cái hoạt động vận động. Cái việc tổ chức các hoạt động vận động là chính yếu để chúng ta đạt được những cái mục đích giáo dục của chúng ta đề ra. Thì kho dữ liệu về trò chơi vận động này là một cái thế mạnh đặc thù của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì cũng mong muốn quý cô chúng ta sẽ có nhiều cái trao đổi hơn liên quan tới cái này, để chúng ta làm phong phú hơn cái kho dữ liệu của mình và làm phong phú hơn những cái đặc thù của học sinh chúng ta và các cái đặc thù của từng trường chúng ta, để chúng ta có được nhiều cái phương án để chúng ta đáp ứng cái nhu cầu thực tiễn được tốt hơn. Bên cạnh đó thì cái việc sử dụng cái trò chơi thì như trao đổi với cô lúc đầu á, là mỗi bài học ở phần mở đầu á, chúng ta có một trò chơi, rồi mỗi chủ đề chúng ta có một kho trò chơi. Thì có một cái yếu tố chia sẻ với cô là quý thầy cô được toàn quyền chủ động sử dụng tất cả các trò chơi có trong bộ sách để chúng ta thực hiện một cái nhiệm vụ giáo dục cụ thể theo kế hoạch cá nhân của chúng ta. Ví dụ như quý thầy cô muốn phát triển tổ chức sức bền, quý cô không cần thiết phải sử dụng tất cả những cái trò chơi có trong biên soạn trong chủ đề chạy của chạy cự ly trung bình, đúng không ạ? Cái cô vẫn có thể vận dụng ở những cái kho dữ liệu trò chơi khác, ví dụ như của cái trò chơi trong cái phần bóng rổ hay bóng đá mà nó đảm bảo cái yếu tố phát triển sức bền của cô vẫn có thể vận dụng. Hay là các trò chơi ở phần mở đầu với các trò chơi ở kho dữ liệu vẫn có thể thay đổi cho nhau. Thì như quý thầy cô biết thì một bài học chúng ta không chỉ dạy trong một tiết thôi, đúng không? Đôi khi có những bài học chúng ta phải dạy trong 4 tới 6 tiết ạ. Nhưng nếu như chúng ta một cách khuôn khổ là chúng ta cái bài đó chúng ta chỉ chơi thực hiện, chỉ tổ chức cái trò chơi ở trong cái phần mở đầu đó thôi, thì có thể đối với học sinh chơi đến lần thứ 2, thứ 3 thì có thể các em nó sẽ chán. Và cái việc chán đó nó sẽ làm giảm cái hiệu quả mà muốn của chúng ta. Thì để tăng cái hiệu quả thì quý thầy cô sẽ sử dụng một cách linh hoạt và chủ động sáng tạo trong cái việc tổ chức trò chơi, làm sao nó vừa phù hợp với điều kiện của thầy cô, phù hợp với điều kiện nhà trường và tâm sinh lý của các em học sinh là chúng ta mới đạt được đó. Thì một số cái trao đổi xoay quanh trò chơi, cái kho dữ liệu trò chơi này, để quý thầy cô có một cái nhìn rõ hơn để chúng ta sử dụng một cách tốt nhất vào bây giờ của chúng ta. Thì đối với trò chơi nó còn thêm một cái phần, đó là chúng ta sẽ có cái phần thiết kế sân bãi dụng cụ.
cô thì đối với sách học sinh thì sẽ không có thể hiện cái kiến thức này, nhưng trong cái sách của giáo viên á, thì không không biết là quý thầy cô đã được một sở thị cầm hai cuốn sách của bộ sách chưa? Nếu cầm hai cuốn sách bộ sách rồi thì chúng ta sẽ đọc được và chúng ta thấy được cái phần này ở sách giáo viên khá là cụ thể và rõ ràng. Và đây cũng là một cái phần mới mở rộng mà muốn giới thiệu với cô, và cũng là một cái phần thế mạnh của bộ sách, đó là việc chúng ta sẽ thiết kế cái dụng cụ tập luyện thay thế. Thì như quý thầy cô biết thì hiện nay về trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ cho môn giáo dục thể chất thì đang được đầu tư cũng khá nhiều, tuy nhiên so với nhu cầu á thì cũng còn hạn chế. Thì để khắc phục được cái hạn chế về các trang thiết bị tập luyện á, thì ở đây cũng là một cái gợi ý tốt. Bên cạnh đó, cái việc mà thiết kế trang thiết bị dụng cụ tập luyện này á thì cũng mang cái mục đích là giáo dục học sinh. Thứ nhất là chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ giao cho các em để các em thực hiện. Thông qua những nhiệm vụ đó thì sẽ kích thích cái sự tìm tòi sáng tạo của các em rất là nhiều, để các em sáng tạo lên cái dụng cụ tập luyện. Cái thứ tiếp nữa là sử dụng những cái trang thiết bị, những cái vật liệu bỏ đi mà gần gũi trong đời sống hàng ngày của chúng ta và vẫn đảm bảo về an toàn tập luyện á, thì một phần cũng là giáo dục các em về ý thức bảo vệ môi trường, và cái quan trọng hơn là giáo dục các em phải biết giữ gìn và bảo quản các trang thiết bị dụng cụ tập luyện của mình. Thì như quý thầy cô cũng biết là đối với các dụng cụ mà các em tự làm, tự thực hiện thì cái ý thức bảo vệ giữ gìn của các em nó sẽ tương đối, nó sẽ tốt hơn, nó sẽ giúp ích được cho cái việc mà cái thầy cô giảng dạy nó không hao hụt quá nhiều về cái dụng cụ tập luyện. Như quý thầy cô dạy cái nội dung thì cũng biết số lượng tập luyện nó sẽ hao dần, nó sẽ mất dần sau các buổi tập. Thứ hai nữa là không phải là học sinh tự nhiên có ý thức mà biết sắp xếp, biết giữ gìn hay là biết bảo quản trang thiết bị dụng cụ, đúng không ạ? Thì phải thông qua cái yêu cầu, cái hình thức tổ chức hoạt động như vậy thì mới giúp cho các em hình thành nên những cái ý thức đó, mang tính giáo dục rất là cao. Do đó thì cũng muốn giới thiệu đến quý thầy cô cái cách thức thiết kế các cái dụng cụ thay thế, cũng như là cái ý nghĩa của cái việc này, để thông qua đó thì tạo cho cái dụng cụ thể chất của chúng ta. Giờ học thể chất không chỉ đơn thuần là các hoạt động vận động tay chân thân mình, mà bên cạnh đó nó còn có nhiều cái yêu cầu về phương pháp giáo dục khác nhau, giáo dục ý thức khác nhau, để giúp cho các em học sinh hình thành các cái năng lực phẩm chất cần thiết, và cũng qua đó thì giúp cho các em học sinh xây dựng lên cái tinh thần thể thao cao thượng. Thì đây là một trong những cái đặc trưng của cái môn giáo dục thể chất của chúng ta. Như quý thầy cô cũng biết thì sử dụng những cái yếu tố này để giáo dục cho các em, giúp cho các em các em năng lực phẩm chất. Theo đặc thù của giáo dục thể chất hiện nay thì cái tên gọi môn học bao quát hơn, rộng lớn hơn, do đó thì quý cô cũng có cái sự chú ý tới cái phần này để giúp cho cái hoạt động giảng dạy của chúng ta được phong phú hơn, đạt được nhiều hiệu quả hơn. Như ý chí vượt qua khó khăn cùng nhau chiến thắng, thì đó là để làm được cái việc này thì chúng ta có cần rất là nhiều thời gian, đúng không ạ? Thì rất là nhiều thời gian đó thì quý thầy cô sẽ cố gắng chúng ta mỗi một buổi học, mỗi một yêu cầu chúng ta sẽ làm em các hoạt động để hít cho các em thấy hình thành, và sau những cái giờ của học sinh đối với các thầy cô trong những cái năm học liên tục thì những cái học sinh tiếp theo sẽ đạt được những cái yêu cầu mà chúng ta đề ra, ví dụ như có những tinh thần thể thao cao thượng, biết giữ gìn sức khỏe, chăm sóc sức khỏe, biết quan tâm, rất là nhiều cái để chúng ta có thể trang bị cho các em. Hy vọng là cái sản phẩm sau này chúng ta ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn. Cũng xin chào đổi với thầy cô.
Cái tiếp theo thì cũng sơ lược lại với cô thì với 108 trang sách mà 7 chủ đề và tổng cộng số bài 21 bài đã thể hiện hết 48 trò chơi. Thì đây là cái kho dữ liệu cũng khá là lớn, khá là linh hoạt để quý thầy cô có thể lựa chọn trong cái số dữ liệu này để quý thầy cô phục vụ cho mục đích giờ học của quý thầy cô. Khi các cô xây dựng cái kế hoạch cá nhân thì quý thầy cô có thể lựa chọn một cách phù hợp nhất trong cái kho dữ liệu về trò chơi này. Thì cái việc lựa chọn như thế nào, sử dụng như thế nào hiệu quả thì mặc dù là cái sự chủ động tất cả là do quý thầy cô, tuy nhiên thì nhóm tác giả cũng có những cái gợi ý để giúp quý thầy cô thuận lợi hơn cho cái việc là chúng ta sẽ sử dụng như thế nào, sử dụng làm sao để có cái giờ học hiệu quả, thì cũng xin chia sẻ với cô là như vậy. Thì thông qua các cái hoạt động trò chơi nó còn thêm mang một cái tính chất nữa, đó là cái việc chúng ta sẽ phát hiện ra được những cái nhân tài về thể thao, các em có cái năng khiếu về cái môn thể thao đặc thù. Ví dụ như phát triển súp bờ thì rõ ràng nó sẽ nổi trội, các em thực hiện liên tục trong thời gian dài mà các em vẫn phấn dẫn vui tươi thì các thầy cô vẫn có thể điểm danh các em này vào cái đội tuyển điền kinh của trường chẳng hạn. Trong chạy cự ly ngắn cũng vậy, trong nội dung ném bóng cũng vậy. Và đây là những cái nội dung mà sẽ được tổ chức hàng năm ở trong các cái hội khỏe bộ động, đúng không ạ? Đó, thì đó là một cái thế mạnh nữa để quý thầy cô có thể vận dụng, giúp cho chúng ta xây dựng nên cái lực lượng vận động viên nòng cốt để tham gia thi đấu các giải ở trong địa phương của mình cũng như tham gia các giải toàn quốc. Thì đây là một trong những công tác thường xuyên của các thầy cô, và cũng thông qua cái công tác này thì bổ sung ngược lại cho cái việc giáo dục thể chất trong nhà trường của chúng ta ngày càng phát triển. Tiếp theo xin giới thiệu với cô đó là cái cuốn sách giáo viên. Đây là một sản phẩm, một cái công cụ mong muốn của nhóm tác giả gửi gắm đến các thầy cô để giúp cho các thầy cô được thuận lợi, được tốt hơn, được vững tin hơn trong quá trình chuẩn bị cũng như tiến hành giảng dạy, kiểm tra đánh giá cái kết quả học tập để phục vụ tốt cái nhiệm vụ năm học, hoàn thành nhiệm vụ năm học một cách tốt nhất có thể. Thì chắc câu hỏi một chút chắc nhờ thầy cô chia sẻ thêm, thì tại vì hiện nay cũng khá là nhiều thầy cô trao đổi với mình là cũng chưa được cầm đầy đủ bộ sách, do đó là các thầy cô ở các điểm cầu sáng nay thì có cũng xin trao đổi thêm để có thêm thông tin để chuyển về nhà xuất bản để có những cái phương án kịp thời hơn để chuyển tải các cái tài liệu, những sản phẩm đến với cô một cách kịp thời để phục vụ cho cái việc tập huấn cũng như là cái cho năm học sắp tới được tốt hơn. Thì đối với sách giáo viên thì cũng xin sơ lược lại với thầy cô thì sẽ thể hiện y như là chúng ta thể hiện trên sách giáo khoa. Tuy nhiên thì có thêm cái phần là phần giới thiệu chung. Thì trong cái phần giới thiệu chung ở trong sách giáo viên thì cũng nêu rất là cụ thể về các cái nội dung cũng như yêu cầu cần đạt của chương trình. Các cái phần về gợi ý đánh giá cũng như là gợi ý tổ chức dạy học thì giới thiệu ở trong cái phần chung này. Hay còn lại là các cái phần kiến thức chung đồng cơ bản hay sao tự chọn thì được trình bày như là cuốn sách học sinh, sách giáo khoa. Tuy nhiên thì được biên soạn để phục vụ quý thầy cô thì sẽ là những cái kiến thức mà sẽ cung cấp các cái việc hướng dẫn cũng như cách thức tổ chức hoặc là giảng dạy, chú ý những cái yêu cầu để chúng ta đạt đáp ứng cái yêu cầu cần đạt của chương trình. Thì căn cứ trên những cái phần này sẽ giới thiệu đến quý cô ở sách giáo viên. Thì sách giáo viên có những cái điểm mới như thế nào so với trước đây quý thầy cô đã thực hiện? Thì trước đây đối với sách giáo viên các thầy cô sử dụng thì chủ yếu là in chữ là chính, đúng không ạ? Hình ảnh thì cũng rất là hạn chế. Tuy nhiên thì đối với cái sách giáo viên hiện nay thì chúng ta sẽ sử dụng song song. Trong phần sách giáo viên thì cũng có thể hiện lại một số hình ảnh trực quan của sách học sinh đã thể hiện. Ngoài ra còn bổ sung thêm những cái bước thực hiện của động tác
và lưu ý những cái chỗ điểm cần khắc phục để giúp cho các em tập luyện tốt hơn, nắm vững kiến thức hơn. Cái tiếp theo là các cái bài tập bổ trợ thì hồi nãy đã trình bày của quý thầy cô rồi, thì nêu ở trong sách giáo viên để cho quý thầy cô được cập nhật cũng như là hướng dẫn cách sử dụng các cái bài tập này như thế nào. Thứ ba là cung cấp các cái hình thức tập luyện cũng như vậy mà cho vận động thì cũng rất là nhiều cái kho trò chơi thì đã giới thiệu quý thầy cô cái cách thức chúng ta sẽ thực hiện như thế nào, mức độ linh động, linh hoạt và sáng tạo như thế nào để đem lại hiệu quả giờ học thì cũng xin giới thiệu với cô. Tiếp theo đó là phương pháp dạy học mở mà tích hợp nhiều môn như lúc ban đầu đã trao đổi với cô á, thì quý thầy cô cũng được biết là đối với môn thể dục aerobic cũng như là chủ đề bài thể dục liên hoàn thì thật ra đối với môn thể dục aerobic thì rất là nhiều thầy cô ở các địa phương cũng đang rất là quan ngại cái nội dung này, là không biết là có tổ chức khả thi không, thì cũng xin chia sẻ với thầy cô là như vậy. Khi chúng ta chưa có thể dục aerobic trong trường học ở các địa phương thì về cơ bản với thầy cô cũng đã làm cái công tác có liên quan rồi, có nghĩa là thầy cô đã phải biên soạn các cái nội dung bài thể dục buổi sáng, bài thể dục buổi giờ đúng không ạ, các động tác thể dục cũng như các cái bài nhạc lồng ghép vô để thực hiện cái hoạt động đó, thì về bản chất thì cái môn thể dục aerobic cũng tương ứng như vậy. Ngoài ra thể dục aerobic nó còn đơn giản hơn ở những cái động tác đơn giản hơn. Cái thứ hai nữa thì quý cô thấy là khi chúng ta vận dụng cái nhạc thì rõ ràng chúng ta đã phải tích hợp với môn học nhạc, thì tích hợp với môn âm nhạc như thế nào thì quý thầy cô sẽ tham khảo trong chương trình. Ví dụ môn âm nhạc khối lớp 6 tuần thứ năm các em đã học được cái bài nhạc này. Vậy thì tuần thứ năm chúng ta sẽ học các cái động tác của bài thể dục liên hoàn có thể ráp chung với cái nhạc đó hay không, thì vừa có khả năng là chúng ta sẽ ôn cái bài nhạc đó cho cái môn âm nhạc và lồng ghép vào cái bài học của chúng ta. Cái thứ hai nữa là tích hợp với môn mỹ thuật chẳng hạn. Quý thầy cô hồi nãy có thể thấy là cái cách chúng ta sẽ thực hiện những cái dụng cụ thay thế như thế nào, thì qua trao đổi rất là nhiều thầy cô cùng bộ sách ở các cái môn học khác nhau thì rõ ràng đang tích hợp rất lớn ở trong cái chương trình của chúng ta. Đó là những cái bài học ví dụ như làm khối từ những cái vật dụng bằng giấy, bằng thùng cà tông, thì rõ ràng khi chúng ta vận dụng vào môn học chúng ta thì rất là phù hợp và nó mang tính tích hợp mà xưa nay các thầy cô ít nhiều đã tiếp cận. Tuy nhiên chúng ta chưa có khái niệm nó, chúng ta chưa có định nghĩa nó và chúng ta chưa có phân loại nó, thì thông qua cái bộ sách này thì cũng muốn hướng dẫn thêm cho quý vị cô một số cái tích hợp như vậy. Ngoài ra thì quý cô mới thấy là trong nội dung bóng rổ hay bóng đá thì các cái kiến thức về khoa học tự nhiên xã hội cũng được tích hợp rất nhiều, ví dụ như cái góc này bao nhiêu, lực bay bao nhiêu, động tác như thế nào, phối hợp tay chân phát lực như thế nào, thì rõ ràng nó liên quan hết những kiến thức mà các em sẽ được trang bị trong các cái môn học như về tự nhiên và xã hội. Thì đây là một cái dạng tích hợp liên môn và nó đem lại hiệu quả rất lớn, và để đem lại hiệu quả rất lớn thì đầu tiên thì cũng mong muốn với thầy cô là chúng ta hình dung ra cái hoạt động đó để chúng ta hiểu nó tích hợp như thế nào với những cái môn học khác, thì thông qua cái việc hiểu đó thì quý thầy cô sẽ có những cái sáng tạo riêng của mình, quý thầy cô sẽ có những cái sáng tạo tích hợp như thế nào. Thì sau những cái phần trình bày, sau những cái giờ học, sau những cái giờ giảng dạy mà có thực hiện cái công tác đó thì cũng rất mong mỏi là được nhận được sự cái trao đổi những cái hiệu quả cũng như những cái khó khăn mà quý cô đã làm để cùng với nhóm biên soạn, cùng với tất cả quý thầy cô đang giảng dạy môn dục thể chất, chúng ta tìm ra được nhiều giải pháp hơn, nhiều hình thức tốt hơn để phục vụ ngày càng đa dạng hơn cho cái môn giáo dục thể chất của chúng ta. Để thực sự là cũng rất là tâm huyết ở cái việc là làm sao chúng ta sẽ nâng tầm, nâng vị trí của môn học của chúng ta ở mức cao nhất có thể. Vì hiện nay thật sự với cô là môn giáo dục thể chất cũng chưa thật sự có vị trí xứng đáng. Giống như trong thời gian dịch bệnh hiện nay, quý cô thấy sức khỏe là trên hết đúng không ạ?
không có sức khỏe thì chúng ta không làm được gì hết. Thì cái môn của chúng ta, môn học của chúng ta là đang giúp cho cái việc rèn luyện và giữ gìn sức khỏe được tốt nhất có thể thông qua cái hoạt động thể chất của chúng ta. Thì cũng rất là mong muốn được cùng chung tay với thầy cô để làm sao để môn học chúng ta ngày càng có vị trí quan trọng. Quan trọng không chỉ là về hình thức nói là vị trí, mà quan trọng thực sự trong từng cái cách thực hiện, trong từng nội dung thực hiện mà quý thầy cô vận dụng để giảng dạy cho học sinh. Cái đó là điều mong muốn lớn nhất của nhóm tác giả. Và cái cuối cùng là yêu cầu về trang thiết bị dụng cụ. Thì cũng xin phép trao đổi với thầy cô là như vậy. Rất là nhiều quý thầy cô rất là băn khoăn với việc là sẽ tổ chức cái nội dung chương trình này ở cái trường của quý thầy cô. Nó có ổn không? Nó có khả thi không? Nó có phù hợp hay không? Thì xin phép được trao đổi như vậy. Là chương trình và bộ sách gửi đến quý thầy cô tất cả các nội dung phù hợp với mọi điều kiện cơ sở vật chất hiện nay tại các trường phổ thông trong cả nước. Các thầy cô sẽ vận dụng tất cả những gì mà chúng ta đang có để thực hiện cái nội dung này vẫn đảm bảo theo yêu cầu. Do đó các thầy cô hãy yên tâm là cái việc là triển khai thực hiện ở trong thực tiễn có khả thi không, thì xin phép khẳng định là rất khả thi. Cái vấn đề còn lại là chúng ta sẽ thực hiện cái việc khả thi đó như thế nào, thì chắc sẽ xin phép được trao đổi càng nhiều quý thầy cô, chúng ta càng làm rõ hơn để các thầy cô tự tin chúng ta thực hiện cái nội dung này cho năm học sắp tới. Tiếp theo đó là cấu trúc bài học, thì cũng tương tự như cấu trúc bài học của trong sách giáo khoa. Thì đối với sách giáo viên thì sẽ hướng dẫn các thầy cô tổ chức các hoạt động nó như thế nào. Tiếp theo là về các cái phương pháp hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực như thế nào trong từng bài học, trong từng chủ đề học. Thì ở đây cũng xin khái quát với thầy cô một số ý. Thì trong sách giáo viên thì ghi rất là cụ thể và rõ ràng hết những cái phần này. Do đó thì cũng xin trao đổi với cô, ví dụ như về phẩm chất thì thể hiện qua phần nào, xin phép là được thể hiện qua và tìm hiểu các quyển tiêu biểu ở trong cái phần vận dụng của bài học. Thì rõ ràng đối với ví dụ như nội dung bóng đá chẳng hạn, thì cách đây vài ngày thì quý vị cô cũng thấy kết quả trận thi đấu bóng đá của đội tuyển Việt Nam đem lại rất là nhiều cảm hứng, rất là nhiều niềm tự hào dân tộc, đúng không ạ? Với niềm tin chiến thắng, tổ quốc chiến thắng, đúng không ạ? Thì đó là một trong những cái cách mà bộ sách hướng đến để giúp cho học sinh hình thành phát triển phẩm chất. Khi các em tìm hiểu được vận động viên tiêu biểu, có nghĩa là các em đã quan tâm đến cái nội dung về thành tích, ví dụ về bóng đá chẳng hạn. Và khi đọc tới bóng đá thì rất cảm thấy rất là tự hào vì các anh, các vận động viên đã đem lại được vinh quang cho quốc. Thông qua cái việc mà tìm hiểu như vậy thì cũng đem tới một cái giúp cho các em phát triển cái phẩm chất này, yêu nước này, lòng tự hào dân tộc. Thì tương tự trò chơi dân gian cũng như vậy, tìm hiểu về quê hương đất nước của chúng ta rất nhiều. Thì cái này có thêm một yếu tố là đối với các địa phương thì vẫn có thể lồng ghép các cái nội dung đặc thù của địa phương của mình vào các cái nội dung của bài học. Tiếp theo là những phẩm chất như chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Thì rõ ràng khi chúng ta thực hiện và hướng dẫn cho các em hoặc các cái hoạt động nhóm, các cái hoạt động tập thể thì sẽ thể hiện ở cái việc này rất nhiều. Và trong 48 trò chơi đã giới thiệu với thầy cô thì đều mang cái tính chất tập thể, và các cái môn thể thao tự chọn cũng mang tính chất tập thể. Thì thông qua các hình thức tập luyện tập thể đội nhóm đó thì giúp cho cái việc phát triển phẩm chất thì nó là phù hợp, rất là đạt hiệu quả cao. Thì tương tự như vậy đối với năng lực cũng như vậy, năng lực chung và năng lực chuyên môn cũng như vậy. Thì năng lực chung thì sơ lược với quý cô có 3 nhóm, thì rõ ràng thể hiện ở trong những cái yêu cầu trên màn hình quý cô cũng thấy là cái việc hình ảnh trực quan cũng như chủ yếu là các cái hình thức vận động, các cái trò chơi vận động. Về năng lực chuyên môn cũng vậy, thì có 3 yếu tố chính là chăm sóc sức khỏe, vận động cơ bản và hoạt động thể dục thể thao. Thì trong cái yếu tố này thì các cái kiến thức cũng như là các cái hình thức tổ chức thì quý vị cô sẽ thấy là nó sẽ xoay quanh ở các hình thức tổ chức vận động của chúng ta rất nhiều.
Thì thông qua hình thức tổ chức vận động, chúng ta sẽ giúp cho các em hình thành năng lực phẩm chất rất là hiệu quả, đặc thù môn của chúng ta có một cái thế mạnh như vậy. Về kết quả đánh giá giáo dục thì cũng xin phép các cô là dựa vào cái nội dung yêu cầu của chương trình thì nhóm biên soạn cũng đã có những cái phần gợi ý để giúp quý thầy cô thực hiện tốt cái việc giảng dạy cũng như đánh giá của học sinh. Thông qua đánh giá học sinh thì chúng ta cũng sẽ có cái phần chúng ta sẽ điều chỉnh cái phương pháp cũng như hình thức nội dung tập luyện cho học sinh để phù hợp hơn, để đạt hiệu quả tốt hơn, để giúp cho cái việc đánh giá của học sinh được thuận lợi. Ví dụ như đầu mỗi chủ đề các thầy cô sẽ thấy cái phần gợi ý tổ chức dạy học. Ở trên màn hình thì quý thầy cô sẽ thấy là gợi ý tổ chức dạy học của chủ đề chạy liên ngắn. Thì chủ đề chạy liên ngắn sẽ có 3 bài. Và mỗi bài nó gồm những cái kiến thức nào và thực hiện ở trong cái nội dung tuần nào thì cũng khá là cụ thể. Đây là một cái phần gợi ý khá là quan trọng để quý thầy cô có thể triển khai cái giờ học đó thuận lợi nhất. Và quý thầy cô cũng lưu ý giúp dùm, đây là phần gợi ý ạ. Cái việc tổ chức như thế nào, giảng dạy nội dung nào là quý thầy cô phải soạn một cái kế hoạch đầu năm và sẽ được thông qua các cái nhóm môn, các cái tổ bộ môn và cũng như ban giám hiệu nhà trường thì lúc đó chúng ta mới tiến hành giảng dạy. Còn quý thầy cô vẫn có thể sử dụng cái phần gợi ý này để làm kế hoạch cho mình cũng được, vì cơ bản thì nhóm biên soạn đã biên soạn các nội dung và cái tiến trình thực hiện đã theo một cái nguyên tắc về vận động thể thao cũng như là cái học phần trước đây quý thầy cô được đào tạo về lý luận phương pháp dạy học thể dục thể thao hoặc là lý luận phương pháp thể dục thể thao rất là nhiều, thì về cơ bản là đảm bảo hết các cái nguyên lý kỹ thuật dạy học về môn như thể chất thì quý thầy cô tham khảo. Cái thứ hai đó là cái phần gợi ý đánh giá sau từng cái chủ đề. Thì trong gợi ý đánh giá sau từng chủ đề này thì nhóm tác giả cũng đã chia ra nhiều mức với nhiều mốc điểm khác nhau để quý thầy cô có đủ cái nội dung để tham khảo. Và quý thầy cô cũng lưu ý đây là cái phần gợi ý à. Còn các cái tiêu chí đánh giá thì quý thầy cô cũng phải căn cứ vào các văn bản của nhà trường ban hành cũng như là của bộ, của phòng giáo dục cũng như của sở các địa phương ban hành cái cách thức đánh giá. Thì ở đây đối với bộ sách thì nhóm tác giả sẽ gợi ý cụ thể về nội dung trong từng cái hoạt động khác nhau, từng cái chủ đề khác nhau để quý thầy cô có cái sự đánh giá cho nó phù hợp. Và đánh giá ở đây thì có mang cái tính chất là định tính và cả định lượng, đánh giá về cái kết quả thực hiện nội dung của môn học cũng như các năng lực phẩm chất mà học sinh hình thành trong quá trình giáo dục của chúng ta. Thì ở đây là một cái phần gợi ý khá là rõ ràng, chi tiết, cụ thể để giúp cho quý thầy cô có thêm tài liệu để chúng ta có chuẩn bị cái công tác chuyên môn của chúng ta được hiệu quả hơn. Đây là một cái câu thì cũng xin chia sẻ với thầy cô, bản thân nhóm các thầy cô, nhóm tác giả cũng là thầy cô giáo đã rất nhiều năm gắn bó với nghề và cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái hoạt động giảng dạy, thì về cơ bản là cũng là đồng nghiệp với nhau, cũng rất là thấu hiểu những cái thuận lợi và khó khăn của thầy cô. Do đó khi biên soạn bộ sách thì cũng mong muốn là đồng nghiệp chúng ta cùng nhau tạo nên các cái giờ học hiệu quả, sinh động, giúp cho học sinh có những cái kiến thức bổ ích cũng như phục vụ cho cái việc rèn luyện thể chất ngày càng hiệu quả hơn, tốt hơn. Mong muốn thế hệ người Việt Nam chúng ta ngày càng mạnh khỏe và phát triển, nâng cao tầm vóc. Thì đó là một trong những cái mong muốn để nhóm tác giả cùng với quý thầy cô tham gia cái buổi làm việc ngày hôm nay. Thì đó có một cái câu xin gửi quý thầy cô là như vậy.